Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực 3, 2.018 xã khu vực 2 và 1.313 xã khu vực 1 của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Các tỉnh có nhiều thôn đặc biệt khó khăn như Sơn La 1.708 thôn, Cao Bằng 1.598 thôn, Hà Giang 1.408 thôn, Nghệ An 1.175 thôn, Điện Biên 1.146 thôn, Lạng Sơn 1.125 thôn, Lào Cai 1.007 thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc xem xét quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến thời điểm hết tháng 4 năm 2017, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai đã gieo trồng được 4.450 ha, đạt 100% diện tích ngô vụ xuân. Ngay từ sau Tết Nguyên đán, bà con nhân dân các xã đã tổ chức dọn thực bì, cày ải nương rẫy. Nhưng do ảnh hưởng thời tiết khô hạn không có mưa nên tiến độ hơi chậm. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp huyện đã tổ chức cấp phát 36.562 kg ngô giống cho bà con nông dân. Trong thời gian này, tranh thủ thời tiết thuận lợi mưa ẩm, bà con nông dân đã tiến hành gieo trồng ngô vụ đông xuân cho kịp thời vụ. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các xã phân công cán bộ phụ trách cơ sở tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực sản xuất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đối với diện tích cây trồng sớm, nhân dân đang tổ chức làm cỏ và bón phân đợt 1 và hoàn thành gieo lúa ruộng với trên 1.300 ha, lúa nương gieo cấy 205 ha, đạt 102% kế hoạch. Tiến hành chăm sóc 47 ha lạc xuân, 460 ha đậu tương. Huyện Simacai phấn đấu năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 20.000 tấn. Ngày 5 tháng 5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn huyện Bát Sát. Tại buổi đối thoại, đại diện công nhân, viên chức lao động đã nêu hơn 10 ý kiến tập trung vào một số vấn đề như những khó khăn ảnh hưởng đến công tác dạy và học ở vùng cao, bất cập trong thực hiện chế độ chính sách, tổ chức biên chế, khoán chi, mức chi tài chính cho cơ quan cũng như công đoàn cơ sở, chậm chuyển ngạch cho cán bộ đã hoàn thành chương trình đào tạo, chế độ chi trả thai sản đối với giáo viên. Sau khi nghe những ý kiến phản ánh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát đã giải đáp trên cơ sở chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát. Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của công nhân, viên chức, người lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng thời mong muốn cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động huyện Bát Sát tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong những chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã truyền tải đến quý vị và các bạn những gương cựu chiến binh tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Những người lính sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về cuộc sống đời thường đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực vươn lên trong cuộc sống. Qua mỗi phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Bằng nghị lực và ý chí của người lính không chịu khuất phục trước khó khăn gian khổ, cựu chiến binh Lương Ngọc Ninh ở bản Bùn, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây ăn quả. Sau khi lên đường nhập ngũ năm 1978, đóng quân tại Mường Khương, năm 1982, ông Lương Ngọc Ninh được xuất ngũ trở về địa phương và tham gia làm công tác ở xã. Năm 2012, sau khi đi tham quan học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi ở Hà Giang, từ thực tế về điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương cũng như tiềm năng tiêu thụ hoa quả, ông đã bàn với gia đình chặt bỏ các loại cây tạp để đầu tư trồng 3 hectare các loại cây ăn quả cho năng suất cao như ổi, chanh, mít thái, xoài thái, bưởi da xanh, na. Trong quá trình trồng trọt, ông đã tích cực tham gia một số lớp tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả, nên vườn cây của gia đình phát triển tốt và cho thu hoạch sau 2 năm trồng. Bình quân mỗi năm, trừ các chi phí, gia đình ông thu lãi trên 250 triệu đồng và tạo việc làm cho từ 1 đến 2 lao động với thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Cái năm 2012 thì tôi đi cái
của được cái hội làm vườn mời đi Hà Giang tham quan. Từ từ đó này về là tôi nhìn thấy một số mô hình đi học hỏi, quyết định là chuyển đổi tất cả vườn của tôi toàn là nhãn và vải, thì tôi cắt hết đi để tôi trồng cái chanh bốn mùa này. Đấy, sau đó là nhìn thấy hiệu quả. Năm ngay năm 2015 là tôi đã thu được 170 triệu ngay năm đầu tiên. Thế năm ngoái là thu được 300, nay là tôi khoảng 16-17 loại cây ăn quả. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Lương Ngọc Ninh còn luôn tích cực tạo điều kiện giúp đỡ giống, kinh nghiệm trồng chăm sóc cây ăn quả cho cán bộ, hội cựu chiến binh trong xã để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Nhờ vậy, đến nay, hội cựu chiến binh xã Bảo Hà có 22 hội viên làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng cây ăn quả, thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Năm 2012, cựu chiến binh xã Bảo Hà tổ chức cho các đồng chí cựu binh đi tham quan các mô hình ở tỉnh bạn như Hà Giang, Phú Thọ. Sau khi được đi tham quan các mô hình thì đồng chí Lương Ngọc Linh cũng là người đầu tiên dám đầu tư vào trồng cây ăn quả như cây chanh, cái bưởi, cái ổi. Thì hiệu quả kinh tế ngay năm 2015 gia đình đồng chí Linh đã thu trên 200 triệu đồng và năm 2016 cũng đã thu 400 triệu đồng và dự tính 2017 cái vườn 3A chanh, bưởi và ổi của đồng chí Linh sẽ thu khoảng 600-700 triệu đồng. Hiện nay đồng chí Linh ở Bảo Hà rất nhiều mô hình trồng cây nhưng cái mô hình của đồng chí Linh là hiệu quả nhất. Cựu chiến binh Lương Ngọc Ninh là một trong những gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Hoạt động tội phạm mua bán người những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn tiềm ẩn phức tạp với tính chất, quy mô và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Với mục đích giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, cảnh giác, phòng ngừa, những ngày này tại các điểm trường ở các xã biên giới, công tác tuyên truyền đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Tại trường trung học cơ sở thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền tới các em học sinh trong nhà trường, nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng phạm tội mua bán người như thủ đoạn lôi kéo, làm quen, lừa dối, rủ đi chơi xa, hứa tìm công việc bán hàng nhẹ nhàng, lương cao, thủ đoạn kết bạn qua Facebook, Zalo, cách thức thông tin cho cơ quan chức năng, cách đối phó khi bị lừa bán, cách thức liên lạc với cơ quan chức năng khi bị bán. Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, việc tổ chức tuyên truyền thông qua các video phóng sự về những câu chuyện phòng chống buôn bán người và được nghe những nạn nhân bị lừa bán trao đổi các thông tin sau khi được lực lượng biên phòng giải cứu trở về, đoàn tụ với gia đình, cũng giúp các em học sinh hình dung thêm về âm mưu thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Trong những năm gần đây, tình hình mua bán người diễn ra hết sức phức tạp với tính chất, quy mô và thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia. Hàng nghìn nạn nhân, phần lớn là phụ nữ, trẻ em ở hầu hết các tỉnh trong cả nước bị đưa qua các tỉnh biên giới để bán sang Trung Quốc. Năm 2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện xử lý 26 vụ trên 17 đối tượng, giải cứu và tiếp nhận 46 nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình. Câu lạc bộ chèo 30 tháng 4 xã Bản Vược, huyện Bát Sát vừa tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ và giao lưu hát chèo với các câu lạc bộ trong và ngoài huyện. Câu lạc bộ hát chèo xã Bản Vược thành lập năm 2014, đến nay đã có gần 20 thành viên. Hầu hết các thành viên trong đội chèo đều là những người con của vùng đất Thái Bình, Nam Định lên Lào Cai lập nghiệp, có cùng sở thích say mê nghệ thuật hát chèo. Tại buổi giao lưu, mọi người đã được đắm chìm trong không gian chèo truyền thống với những ca khúc như Đào Lý Một Cành, trích đoạn Quan Âm Thị Kính Thị Mầu Lên Chùa hay điệu Đào Liễu Ca Ngợi Thành Phố Lào Cai. Tất cả các tiết mục đều được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, gây ấn tượng về phong cách cũng như nghệ thuật biểu diễn trong lòng khán giả. Buổi giao lưu là sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời cũng là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng nghệ thuật chèo, đưa dòng nghệ thuật truyền thống đi vào đời sống sinh hoạt văn hóa nghệ thuật quần chúng, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát chèo, một loại hình nghệ thuật dân gian mang tính quần chúng rộng rãi. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6. Những ngày này, cùng với nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện Mường Khương đang tích cực triển khai công tác ôn tập, tăng cường kiểm tra, giúp cho học sinh làm quen với các dạng đề thi trắc nghiệm, nắm vững kiến thức để các em tự tin trong kỳ thi sắp tới. Năm nay, trường Trung học Phổ thông số 2 Mường Khương có 98 học sinh tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tập trung cho khối 12 ôn luyện các môn bắt buộc như Toán, Văn, Anh. Cùng với đó, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các tổ chuyên môn và giáo viên lập kế hoạch, giáo án, chương trình phù hợp với yêu cầu của từng nhóm đối tượng học sinh. Về đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016-17, thì chúng tôi đã có một số động thái như sau. Đối với nhóm tổ chuyên môn địa lý ở toàn tỉnh, thì chúng tôi cũng đã tổ chức những cái hội thảo, hội nghị, bàn về cái đổi mới trong cái kỳ thi năm nay và cũng đưa ra một số những cái giải pháp để nâng cao cái hiệu quả ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Còn về trường thì nhóm bộ môn chúng tôi cũng đã phân tích kỹ cái đề thi minh họa của sở, từ đó phân tích được cái cấu trúc và mức độ nhận biết để điều chỉnh lại cái kế hoạch dạy học cho phù hợp. Trước những điểm mới của kỳ thi năm nay, trường Trung học phổ thông số 2 Mường Khương đã điều chỉnh phương pháp dạy và học, chủ động phương án ôn tập cho học sinh. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên việc thi các môn toán, địa lý, lịch sử, giáo dục công dân được đổi mới từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm, nên cách dạy và học của giáo viên cũng có nhiều thay đổi. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi trung học phổ thông quốc gia thành hai giai đoạn, đó là giai đoạn 1 từ tháng 9 cho đến tháng 4 và giai đoạn 2 từ tháng 4 cho đến thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Và trên cơ sở đấy thì nhà trường đã tổ chức phân loại đối tượng theo hai nhóm, đó là xét đại học, cao đẳng và đối tượng xét chỉ xét tốt nghiệp. Phần giáo viên có dựa trên năng lực và kinh nghiệm để ôn thi trung học phổ thông quốc gia cho học sinh, và cũng phân công các bộ phận như giáo viên chủ nhiệm và các đoàn thể vào cuộc để nâng cao chất lượng ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Và trên cơ sở đấy thì nhà trường cũng đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung vào cái việc dạy và ôn thi trung học phổ thông quốc gia làm sao có cái hiệu quả để học sinh đạt được kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Riêng đối với môn ngữ văn là môn thi duy nhất bằng hình thức tự luận, nên phương pháp dạy đi thẳng vào vấn đề, nhất là các bài trọng tâm trong chương trình lớp 12 của các thầy cô đã làm cho học sinh thêm tự tin, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Trên lớp thì các thầy cô cố gắng truyền đạt những kiến thức ngắn gọn để giúp cho bọn em có thể hiểu và nhận biết một cách nhanh nhất. Còn về vấn đề ôn tập ở nhà thì chúng em chủ yếu là tự ôn luyện lại kiến thức, luyện tập thêm cho bản thân những bài tập kỹ năng mà cần phải vận dụng vào bài thi. Năm nay có hình thức thi mới hơn và có sự bỡ ngỡ đối với một số học sinh, tại vì là đang quen với hình thức tự luận thì giáo dục đã đổi thành là thi trắc nghiệm ạ. Thì bọn em cần phải vận dụng linh hoạt các kiến thức vào các bài hơn. Chúng em sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt để không phụ lòng các thầy cô, gia đình, đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tới ạ. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Mường Khương có khoảng 400 học sinh tham gia thi. Với sự chuẩn bị chu đáo của các nhà trường, các thí sinh huyện Mường Khương sẽ bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chủ động, phấn đấu đạt kết quả cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.